Sau đây là tin tổng hợp OAP ngày 16 tháng 10 năm 2024. Trại giam số 6, hai trong số 3 tù nhân lương tâm tiếp tục tuyệt thực sang ngày thứ 19. Nhóm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc tập trận ở Biển Đông. Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẵn sàng đóng góp duy trì hòa bình ở bán đảo Triều Tiên. Việt Nam khởi xướng chống bán phá giá, thu tiền cho ngân sách. Ông Đặng Đình Bách đã ăn trở lại khi không đảm bảo sức khỏe. Hai tù nhân lương tâm khác là ông Bùi Văn Thuật và Trịnh Bá Tư tiếp tục cuộc tuyệt thực của mình trong trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An. Cả ba ông bắt đầu cuộc tranh đấu của mình từ ngày 28 tháng 9 vừa qua để phản đối hình thức giam giữ tù nhân lương tâm trong chuồng cọp ở phân trại 1, cũng như đòi trả tự do cho tất cả những người bất đồng chính kiến đang trong lao tù ở Việt Nam. Ngày 16 tháng 10, ông Trịnh Bá Khiêm, bố của ông Trịnh Bá Tư cùng con gái là Trịnh Thị Thảo đã đến trại giam để thăm nhà hoạt động trẻ tuổi này, người đang thi hành bản án 8 năm tù giam về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Trên đường trở về nhà trong chiều cùng ngày, bà Thảo nói với RFA. Anh Bách đồng hành với Tư và anh Thuận 10 ngày tuyệt thực. Do sức khỏe của anh Bách yếu nên là anh Bách dừng tuyệt thực sau 10 ngày và sau 2 ngày dừng tuyệt thực thì sức khỏe của anh Bách dần dần ổn định. Tư và anh Thuận thì vẫn sẽ tiếp tục tuyệt thực và chưa nói là dừng ngày nào ạ. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 15 tháng 10 xác nhận rằng nhóm tàu sân bay Liêu Ninh gần đây đã đến Biển Đông để tiến hành các cuộc tập trận thường kỳ và họ sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận tương tự một cách thường xuyên. Văn phòng Tham mưu Liên hợp Nhật Bản trước đó ra thông cáo báo chí đính kèm những tấm ảnh cho thấy hàng không mẫu hạm Liêu Ninh số hiệu 16, tuần dương hạm Ansan số hiệu 103 và khu trục hạm Urumqi số hiệu 118 đã được phát hiện đang di chuyển trong khu vực cách đảo Yonaguni 409 km về phía nam vào chiều thứ Ba. Sau đó các tàu này đã di chuyển về phía Biển Đông trong cùng ngày. Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Tô Lâm tiếp ông Chang Ho-jin, cố vấn đặc biệt về ngoại giao, an ninh của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 15 tháng 10, trong khi căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên gia tăng. Tại buổi đón tiếp ở trụ sở Trung ương Đảng, ông Tô Lâm bày tỏ cảm ơn Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã gửi điện thăm hỏi và hỗ trợ Việt Nam khắc phục những hậu quả của bão Yagi. Nhấn mạnh đường lối nhất quán của Việt Nam trong những vấn đề lớn, quan trọng, ông Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn quan tâm và sẵn sàng đóng góp tích cực vào duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Việt Nam đã khởi xướng 29 vụ điều tra phòng vệ thương mại từ năm 2023 đến nay, tăng thu ngân sách 1 tỷ 500 triệu đồng mỗi năm, theo số liệu của Bộ Công Thương được báo Nhà nước trích đăng. Theo Bộ Công Thương, các vụ kiện điều tra này nhằm bảo vệ thị trường trong nước, quyền lợi doanh nghiệp. Cụ thể, đến thời điểm hiện tại, Bộ Công Thương đã khởi xướng điều tra 29 vụ việc phòng vệ thương mại và áp dụng 22 biện pháp với hàng hóa nhập khẩu. Đáng chú ý trong số này, có 2 vụ việc đang trong quá trình điều tra liên quan tới sản phẩm thép, cáp dự ứng lực và tháp điện gió là các sản phẩm đến từ các nước Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc.